Chồng có sở thích là lượm đồ phế thải về ông trưng bày trong nhà. Phòng ngủ á thì chỉ còn trọn vẹn cái giường thôi, còn chung quanh thì chắc tivi. Và sự lo lắng bất lực của người vợ. Tôi nói rồi, hai đứa gái nói không, ông mở miệng nhăn nhăn hoài. Mấy đứa nhỏ lúc còn nhỏ đi vô trường á thì ở trong trường á thì mấy đứa nó nhỏ này nè, con của ông lượm ve chai, nhà ông bày tùm lum nè. Tết nhất cháu ngoại về, ông ngoại sao nhà ông ngoại đừng đi không có, tụi con không có về ăn Tết đâu. Mời quý vị đón xem chương trình Mảnh ghép hoàn hảo Khi chồng có sở thích lạ trong tập phát sóng tiếp theo.